Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tetchan TV. Và như thường lệ đây sẽ là khoảng thời gian dành cho những tin tức nóng nhất về bóng đá Việt Nam. Tới đây tháng 10 chúng ta sẽ có hai trận đấu giao hữu gặp đội tuyển Liban và đội tuyển Ấn Độ dịp FIFA Day. Theo những chia sẻ của tân huấn luyện viên Mark West của đội tuyển quốc gia Ấn Độ, ông cho rằng đội tuyển nước này đang gặp rất nhiều những vấn đề và đây sẽ là cơ hội để cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tìm lại mạch chiến thắng. Tân huấn luyện viên Manolo Mark West của tuyển Ấn Độ thừa nhận rằng tuyển Ấn Độ đang gặp nhiều vấn đề và đây chính là cơ hội để tuyển Việt Nam có thể tìm lại mạch chiến thắng. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu với tuyển Ấn Độ và Liban trên sân Thiên Trường trong khuôn khổ giao hữu quốc tế dịp FIFA Day tháng 10 tới. Vừa qua, tân huấn luyện viên người Tây Ban Nha Manolo Mark West đã xuất hiện trước báo giới để nói về những khó khăn mà tuyển Ấn Độ đang gặp phải. Theo nhà cầm quân này, tuyển Ấn Độ đang tồn tại nhiều vấn đề, đặc biệt là về thể trạng và sự thiếu hụt về lực lượng. Đây là lý do chính khiến tuyển Ấn Độ bị đội hạng 179 FIFA tuyển Mauritius cầm hòa 0-0, sau đó thua series 0-3 ngay trên sân nhà ở hai lượt trận giao hữu vừa qua. Huấn luyện Manolo Mark West thừa nhận, trận thua series là khó có thể chấp nhận. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải tiếp tục cố gắng sau mỗi thất bại. Tôi biết điều đó rất khó khăn, nhưng giải pháp duy nhất cho chúng tôi lúc này là tiếp tục cố gắng. Toàn đội vẫn chưa sẵn sàng về mặt thể lực, tất cả các cầu thủ của chúng tôi đều đang trong giai đoạn tiền mùa giải. Tâm lý của các cầu thủ cũng chưa tốt. Ở trận thua series, tôi đã chơi không ổn, tỏ ra sợ hãi, đặc biệt là ở thời điểm đầu trận. Hy vọng mọi thứ sẽ được cải thiện trước chuyến đi tiếp theo. Theo hãng truyền thông National Hero, lối chơi của đội tuyển Ấn Độ những trận đấu gần đây là thiếu gắn kết. Đặc biệt, họ thiếu hẳn một chân sút có khả năng ghi bàn sau khi tiền đạo kỳ cựu Sunil Chetty giải nghệ. Đây là những nguyên nhân quan trọng khiến tuyển Ấn Độ nền đội bóng khá yếu là Mauritius cầm hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà. Theo thống kê, tuyển Ấn Độ đang trải qua những thành tích tệ hại. Không thắng cả 10 trận liên tiếp gần nhất trên mọi đấu trường kể từ tháng 11 năm ngoái, trong đó có 7 thất bại và 3 trận hòa. Trong quá khứ, tuyển Ấn Độ và tuyển Việt Nam từng gặp nhau 3 lần, tuyển Việt Nam thắng 2, thua 1. Ở lần đối đầu gần nhất cách đây 2 năm, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo từng thắng đậm đối thủ này tới 3-0 tại giải giao hữu diễn ra trên sân nhà. Tại trận đấu đó, tuyển Việt Nam thi đấu áp đảo, Phạm Văn Đức, Văn Toàn và Văn Quyết đã thay nhau ghi bàn. Thời điểm hiện tại, tuyển Việt Nam đang ở hoàn cảnh khá giống Ấn Độ, toàn đội đá 10 trận từ đầu năm, thua tới 9. Tuyển Việt Nam cũng thay huấn luyện viên sau những thất bại ở vòng loại 2 World Cup 2026, nhưng tân huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng chưa thể tạo ra những nét mới hòng giúp toàn đội cải thiện phong độ. Trước mắt, tuyển Ấn Độ được coi là đối thủ vừa sức và rất phù hợp với đội tuyển Việt Nam. Với việc đối thủ cũng đang gặp nhiều khó khăn, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ nắm cơ hội để tìm lại mạch chiến thắng trên sân nhà, có thể được cộng điểm trên bảng xếp hạng FIFA và giúp tinh thần các cầu thủ hưng phấn hơn sau chuỗi kết quả không tốt suốt thời gian qua. Tin tức liên quan đến việc chuyển nhượng của tiền đạo Công Phượng có lẽ được rất nhiều người hâm mộ quan tâm. Lúc này thì mức dao động về việc lót tay cho Công Phượng dao động từ 5 tỷ cho đến 8 tỷ. Và đặc biệt là đội bóng Công Phượng sẽ cập bến vẫn chưa được tiết lộ. Nếu như không có sự đàm phán thành công thì rất có thể Công Phượng sẽ phải ngồi chơi sơi nước đầu mùa 2024-2025. Tương lai của tiền đạo Nguyễn Công Phượng nhận được sự quan tâm lớn từ giới mộ điệu sau khi anh tuyên bố chia tay Yokohama FC từ ngày 14 tháng 9. Lúc bấy giờ, Yokohama FC khẳng định Công Phượng sẽ không còn chơi bóng ở Nhật Bản. Một nhà báo uy tín về bóng đá ở xứ sở Hoa Anh Đào thậm chí còn đăng tin Công Phượng đang trên đường trở về Việt Nam. Theo thông tin có được, trong thời gian Công Phượng mắc kẹt ở Nhật Bản, ông Nguyễn Đức Thụy, người từng nắm câu lạc bộ Sài Gòn Xuân Thành, đã có những trao đổi với tiền đạo này. Dẫu vậy, khi Công Phượng đưa ra lời đề nghị lên tới 8 tỷ đồng một năm, ông Nguyễn Đức Thụy đã phải suy tính lại. Nhiều nguồn tin cho rằng ông Nguyễn Đức Thụy chỉ đồng ý chấp nhận đưa ra con số thấp hơn, phù hợp với tình cảnh của Công Phượng hiện tại. Điều đó dấy lên khả năng trẻ thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng nhận được sự hậu thuẫn từ Bầu Thụy sẽ không còn theo đuổi Công Phượng nữa. Lập tức, tin đồn ngả về phía Bình Phước, một đội bóng cũng thuộc diện mạnh vì gạo bạo vì tiền của giải hạng nhất quốc gia năm nay. Dẫu sao, việc chuyển nhượng của Công Phượng cho đến nay vẫn còn khá mơ hồ. Không ai có thể khẳng định ông Thụy sẽ dừng theo đuổi Công Phượng, cũng chẳng ai dám chắc chắn Công Phượng không hạ giá để phù hợp với điều kiện của bản thân hiện tại. Trong khi đó, trao đổi với Bóng Đá Plus, một nhà môi giới đến từ Việt Nam giấu tên chia sẻ: "Tôi cho rằng con số 8 tỷ đồng một năm với Công Phượng là cao. Thực tế, bạn ý sẽ phù hợp hơn nếu nhận mức 5 tỷ đồng một năm như Việt Anh, Văn Lâm, Quế Ngọc Hải hay Văn Toàn đã được hưởng." Câu chuyện chuyển nhượng trước mùa giải 2024-2025 vốn dĩ đã có nhiều cú ngoặt bất ngờ. Văn Thuận từ gia hạn hợp đồng với Bình Định đã đồng thuận đến trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Quang Thịnh vốn đã chụp ảnh khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội nhưng sau đó tới Nam Định để chơi bóng. Vậy nên, người hâm mộ vẫn phải chờ đợi ngày Công Phượng ra mắt một đội bóng nào đó sau khi tạm biệt Yokohama FC. Cầu thủ được rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong muốn nhập tịch thành công và khoác áo đội tuyển Việt Nam đó là Rafael Sơn có cơ hội ra sân trong trận đấu tối ngày hôm nay của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định tại đấu trường Champions League 2 của AFC. Đây là giải đấu mà huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đặt mục tiêu chiến thắng trước câu lạc bộ đó là Liman. Câu lạc bộ Nam Định chuẩn bị bước vào trận đấu mở màn tại AFC Champions League 2 với câu lạc bộ Liman Hồng Kông.
Chiều ngày 17 tháng 9 vừa qua, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt và đội trưởng Trần Nguyên Mạnh đại diện đã tham dự buổi họp báo trước trận đấu. Mở đầu buổi họp báo, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt khẳng định rõ mục tiêu của đội bóng Thành Nam là giành chiến thắng và đội bóng có sự phục vụ trở lại của Rafael Sơn. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ, mục tiêu của câu lạc bộ Nam Định là giành chiến thắng. Về lịch sử, câu lạc bộ Nam Định có 2 lần đoạt chức vô địch V-League. Đầu tiên là năm 1985 và vừa qua thêm một lần chức vô địch sau 39 năm. Ngoài ra, chúng tôi cũng từng tham dự cúp C2 châu Á sau khi đoạt cúp quốc gia năm 2007. Và đây là lần thứ 2 chúng tôi tham dự sân chơi châu Á. Ông cho biết thêm, ở trận đấu ngày mai, Nguyễn Xuân Sơn chắc chắn sẽ ra sân thi đấu. Thật sự chúng tôi không biết nhiều về đội Liman. Chúng tôi chỉ mới tìm hiểu với họ sau 2 trận đấu gần nhất ở giải vô địch quốc gia của họ. Theo tôi được biết, đây là đối thủ mạnh, đội hình có nhiều cầu thủ ngoại. Nói về sự chuẩn bị của toàn đội trưởng Trần Nguyên Mạnh phát biểu, câu lạc bộ Nam Định đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Đây là trận đấu quan trọng với toàn đội. Chúng tôi đại diện bóng đá Việt Nam thi đấu tại AFC Champions League 2. Toàn đội đã sẵn sàng để ngày mai có màn trình diễn tốt. Trận đấu giữa Liman với Nam Định sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ giờ địa phương 19 giờ Việt Nam trên sân vận động Bangkok. Câu lạc bộ Nam Định lọt vào bảng đấu khá dễ thở với Liman, Tampines Rovers Singapore và Bangkok United. Trên lý thuyết, việc có được một trong 2 vị trí dẫn đầu ở bảng đấu này là không khó với câu lạc bộ Nam Định. Để có thể thi đấu tại đấu trường này, câu lạc bộ Nam Định đã chiêu mộ thêm 4 ngoại binh mới và nâng tổng số ngoại binh trong đội lên tới con số 7. Thông tin không vui dành cho một câu lạc bộ tại Việt Nam đó chính là Hoàng Anh Gia Lai, khi họ rất có thể sẽ bị nhận án cấm chuyển nhượng từ FIFA vì một vụ lùm xùm liên quan đến tiền đạo gốc Phi. Phán quyết của FIFA buộc Hoàng Anh Gia Lai phải thanh toán khoản chi phí cho tiền đạo Martin Dzila trước ngày 15 tháng 10, nếu không sẽ bị cấm chuyển nhượng. Tuy nhiên, đội bóng này sẽ kháng cáo. Vào tháng 10 năm 2023, Martin Dzila gia nhập Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, tiền đạo người Ghana chỉ chơi được 3 trận với tổng số phút thi đấu là 225 và không ghi được bàn thắng nào. Cầu thủ này sau đó bị dính chấn thương, phải nghỉ dài hạn và rồi thanh lý ở giai đoạn giữa mùa. Hai bên thống nhất ở mức đền bù là 20.000 USD. Tuy nhiên, Dzila sau đó đã kiện lên FIFA, cho biết anh đã không nhận được khoản tiền này. Đến ngày 28 tháng 6, FIFA gửi yêu cầu các bên liên quan cung cấp tài liệu chứng minh thông qua cổng thông tin pháp lý trên website của tổ chức này để phong giải quyết tranh chấp xem xét. Có thể thấy, Hoàng Anh Gia Lai đã được thông báo và có đủ thời gian để chuẩn bị. Tuy nhiên, đến ngày 30 tháng 8, đội bóng này bị xử thua kiện. FIFA buộc Hoàng Anh Gia Lai phải đền bù cho Martin Dzila với 29.000 USD kèm lãi suất. Nếu không thực hiện yêu cầu trong vòng 45 ngày, Hoàng Anh Gia Lai nguy cơ bị FIFA cấm chuyển nhượng. Trước thông tin trên, phía Hoàng Anh Gia Lai cho biết đội bóng đã làm đơn kháng cáo. Đại diện Hoàng Anh Gia Lai khẳng định đã đền bù đúng quy định. Vụ việc hiện tiếp tục được FIFA thụ lý, xem xét đơn của Hoàng Anh Gia Lai để giải quyết. Việc các đội bóng Việt Nam bị ngoại binh kiện lên FIFA không phải hiếm. Cầu thủ Steven từng thắng kiện câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Thanh Hóa, huấn luyện viên Fabio Lope và một số cầu thủ khác cũng từng đòi được những khoản đền bù lớn khi làm việc tại V-League. Gần nhất, tiền đạo Mamadou Guirassy cũng kiện câu lạc bộ Khánh Hòa lên FIFA và đã thắng kiện. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 12 giờ trưa trên kênh Tech Trend TV. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, subscribe, bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra bản tin mới. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những bản tin tiếp theo.